Báo Trung Quốc bất ngờ ngắm nghía công phương và tài năng trẻ sông Lam Nghệ An của U19 Việt Nam. Truyền thông nước chủ nhà Trung Quốc dành sự quan tâm cho các cá nhân của đội tuyển U19 Việt Nam khi đến dự giải U19 quốc tế 2024 tại Vị Nam, Thiểm Tây. Từ ngày 4 đến 10 tháng 6 ở Trung Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh sẽ tranh tài tại giải U19 quốc tế 2024. Tại giải đấu này, đội bóng sao vàng sẽ chạm trán với các đội bóng mạnh như U19 Hàn Quốc, U19 Uzbekistan và U19 Trung Quốc. Trước khi giải U19 quốc tế 2024 chính thức khởi tranh, truyền thông nước chủ nhà Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm đến U19 Việt Nam. Sự chuẩn bị, lịch trình của đội bóng do huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dẫn dắt được nhiều trang báo của Trung Quốc cập nhật chi tiết. Trang Titan Sport nắm rõ U19 Việt Nam hội quân từ ngày 17 tháng 5 ở Hà Nội và đã khởi động bằng 2 trận giao hữu với đội trẻ câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Kon Tum trước khi di chuyển sang Trung Quốc. Truyền thông nước chủ nhà Trung Quốc dành sự quan tâm cho các cá nhân của đội tuyển U19 Việt Nam khi đến dự giải U19 quốc tế 2024 tại Vị Nam, Thiểm Tây. Từ ngày 4 đến 10 tháng 6 ở Trung Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh sẽ tranh tài tại giải U19 quốc tế 2024. Tại giải đấu này, đội bóng sao vàng sẽ chạm trán với các đội bóng mạnh như U19 Hàn Quốc, U19 Uzbekistan và U19 Trung Quốc. Trước khi giải U19 quốc tế 2024 chính thức khởi tranh, truyền thông nước chủ nhà Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm đến U19 Việt Nam. Sự chuẩn bị, lịch trình của đội bóng do huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dẫn dắt được nhiều trang báo của Trung Quốc cập nhật chi tiết. Trang Titan Sport nắm rõ U19 Việt Nam hội quân từ ngày 17 tháng 5 ở Hà Nội và đã khởi động bằng 2 trận giao hữu với đội trẻ câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Kon Tum trước khi di chuyển sang Trung Quốc. Tác giả của bài viết trên Titan Sport cũng tỏ ra bất ngờ khi trong 23 cầu thủ của U19 Việt Nam sang Trung Quốc, chỉ vỏn vẹn 6 cầu thủ sinh năm 2005, đúng 19 tuổi, và có rất nhiều cái tên sinh năm 2006, 10 cầu thủ, vừa đá vòng chung kết U17 châu Á 2023, và sinh năm 2007, 7 cầu thủ. 18:35 ngày 4 tháng 6, giờ Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc sẽ chạm trán nhau trong ngày khởi tranh giải U19 quốc tế 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.